Mày kêu tao đi lấy xe mà mày không đưa chìa khóa, bố tao lấy được à? À ha. Bây giờ mày mới ở ha. Tao đẩy xe như một con chó từ cổng ông lãnh tới đây để nhận được hai chữ ở ha của mày à. Khoan, tua lại đi. Tôi có uống thuốc ngừa thai mà làm sao mà tao không nữa. Thuốc này là thuốc giả. Vợ tao bỏ nhà đi rồi ông lo. Ủa mà vợ mày bỏ đi chứ có phải vợ tao đâu mà tao lo. Vợ người ta mà nói ai em? Tôi lịch sự, tôi nói làm dữ à? Cái quan trọng là nó có xứng đáng để cho mình sửa hay không. Có người vợ cũng biết giữ. Bây giờ muốn kêu em quay lại chắc cũng khó. Ôi dồi, nhưng mà sau này á, mặt nó không giống bố, giống bác hàng xóm. Eo em mày lại đúng mới đau chứ. Rồi sau này mày tai nạn, mày cần truyền máu thì sao nhỉ? Có đúng máu đâu mà truyền. Mày có để tao yên không? Tao đã nói gì đâu.